Tôi xin chào cả nhà, và hôm nay Đình đến một cái vườn ở tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, và thấy một cái bạt ngàn là thanh long. Đình nghĩ là chắc là mình là không bằng bò này. Bởi vì sao? Vì cái thanh long là để cho bò ăn đấy chị ạ. Nhưng mà Đình rất là thèm mà bây giờ mới thấy được ăn. Thế bây giờ cho Đình hỏi là cái thanh long này là hiện nay là được trồng như thế nào và ở đâu đây à anh? Cái thanh long này là xung quanh của bà con người ta đang trồng. Và cái hàng này á, là nó hàng đánh điện chứ không phải là hàng mùa tự nhiên. Nói về đánh điện để ra được trái thanh long thì là rất là chi phí rất là cao. Thay vì hàng mùa á, là tự nhiên nó ra là mình không tốn tiền điện. Mà bây giờ mình phải đánh điện thì quá trình mà nó ra được cái trái như thế này á thì tiền cái ngày mà mình đánh điện nó tăng lên tới cả mười mấy hai chục ngày có. Và có thể là nó gãy nữa, nó không có được trái nữa. Tới khi mà nó ra được trái như thế này rồi á thì bà con người ta lại không có giá, tức là được mua thì là mất giá. Thị trường lại không mua, nhưng mà với cái thanh long bây giờ nhìn thì quả nó rất ngon như thế này mà lại làm là mình phải dùng cái nguồn điện để mình kích thích cho nó nở bông và nở hoa và sau đấy nó thành quả. Hay là nó là nhờ bao cái đánh điện nhưng mà cái mặt năng lượng mặt trời, hay là cái đấy nó bắt buộc phải thức sáng 24/24 giờ hay là sao? Dạ, cái này là bằng điện, là điện cao thế của mình á. Mình phải hạ bầu để mà đánh. Nói chung là xuống một cái vườn thanh long cỡ 1.000 trụ thì đầu tư rất là cao. Dạ, phải hạ, bắt buộc phải kéo điện vô hạ một cái bầu. Nói chung là tiền rất là cao. Rồi sau khi mà bánh á, là bắt buộc phải bánh từ là đại khái như là từ 6 giờ chiều cho tới 6 giờ sáng. Một đêm trắng gì đó. Mà bánh gì đó là từ 15 cho tới 20 ngày nó mới ra được cái hoa, cái nụ. Thì từ cái nụ đó mà cho tới cái trái thanh long mà được như gì nữa thì nó mất đi là 40 mấy ngày nữa. Chăm sóc mà được một cái trái mà như gì rồi á thì rất là khó cho cái thời tiết. Tức là một cái trái đấy để khi hình thành là nó bao nhiêu ạ? Để khi hình thành được như thế này. Số tiền á ha. Tức là nó bao nhiêu thời gian thì nó sinh được ra một cái quả như thế này? Nó nằm từ khoảng 45 đến 50 ngày. Tức là từ khi mà mình đánh điền để cho nó ra được như thế này là mất khoảng tầm 45 đến 50 ngày. Thì mình có thu hoạch. Mới có được một cái quả thanh long là từ 45 đến 50 ngày như thế này là chúng ta phải đánh điền. Và không phải là nhờ vào cái ánh sáng mặt trời nữa mà cả hỗ trợ của cái mặt trời cùng phải đánh điền thì nó mới ra được như thế này. Bây giờ như thế này thì một ký thanh long là khoảng bao nhiêu tiền ấy? Nếu thanh long hiện tại bây giờ thì tại vườn thì ngon lắm là chỉ có 1.000. 1.000 một quả? 1.000 đồng một ký. 1 ký hả? Thì cỡ 3 quả như thế này á thì mới được 1 ký, hoặc là 4 quả mới được 1 ký. Thì một trái thanh long gì là ngon lắm cỡ từ 300 cho tới 400 đồng. Nếu mà như thế này thì bây giờ ba con ở đấy là hầu như là bị thua lỗ đúng không? Ba con bị thua lỗ. Thế là thường thường là cha ông chúng ta nói có một câu ấy là thì được mua thì mất giá và mất mua thì được giá. Vì vậy anh chị thường biết ấy, chúng ta thường ở một cái khu vực nào có những cái thu nhập hoặc có những cái nguồn đất quỳ đất ấy mà chúng ta không biết khai thác nó, để một cái khai thác trên những cái cây đấy thì chúng ta phải chuyển đổi tất cả những cái kỹ thuật, hoặc có thể phải chế biến được cái thanh long này sáng được một cái cách ăn chơi lâu dài hết để chuyển đi xuất khẩu được thì nó mới đảm bảo được cái giá. Còn nếu không thì đối với cái người nông dân nó cực kỳ khổ ấy nhỉ. Nó vất vả đến 50 ngày mà thậm chí không phải là 50 ngày nó mới từ có quả. Nó phải trông ở một cái thời gian bao nhiêu để cái cây nó đủ lớn để nó ra quả được anh? Nếu mà thời gian mà trồng xuống cho nó đến mà gọi là để được quả thì nó mất đi cũng phải là 2 năm. Tức là mình cả phải có một cái hệ thống là cái cọc bê tông. Xong rồi là mình cải tạo cái đất, xong là mình cấy trồng vào đấy là từ cái cây con bé cho đến khi nó cấy có thể nó trưởng thành là mất 2 năm. 2 năm. Thế trong cái quá trình 2 năm đấy mình muốn được thành quả thì mình phải là kích điện hoặc là nhờ hỗ trợ bằng những cái ánh sáng bóng đen để nó ra hoa và cuối cùng 45 ngày nó mới có quả. Thế thì bây giờ nếu như một ký mà 1.000 có thể là khi nó được mua 3.000 thì nó vẫn lỗ đúng không? 5.000 vẫn lỗ. 5.000 vẫn lỗ. Thế thì bây giờ anh có thể nói cụ thể ở khu vực này là cái thanh long là được trồng nhiều không? Nói về cái vùng đất Bắc Bình, nhất là cái khu vực này thì toàn bộ xung quanh là hết tỷ lệ mà trồng thanh long thì nó chiếm hết 80%. Mà hiện tại bây giờ thì bà con người ta cũng đang bỏ nó tới
50% rồi thì chỉ còn lại có 30% nữa. Ừ. Do cái vấn đề là không được giá. Dạ. Ừ. Thì bây giờ nó, anh chỉ biết như đình là thường là đình sinh sống ở nước ngoài. Đình biết những cái cây hoa quả có thể mình chế biến được anh chị ạ. Mình làm dùng một những cái kỹ thuật không phải là những cái chất tẩm ướt, nhưng mình để bảo quản được cái cây này để mình xuất khẩu, đó là một trong những cái điều rất là quan trọng. Đặc biệt là với cái nông nghiệp Việt Nam bây giờ ấy, nó phụ thuộc quá nhiều vào cái thị trường Trung Quốc, hoặc phụ thuộc quá nhiều vào cái thị trường ở nước ngoài tiêu thụ mà mình không chế biến được ra. Đó là một cái thiệt thòi cho người nông dân. Vì vậy chính người nông dân luôn luôn là những cái người thiệt thòi. Và người giàu thường họ sẽ giàu hơn, và người nghèo thường họ nghèo đi là bởi những cái vấn đề như vậy. Chúng ta không biết áp dụng được những cái kỹ thuật, áp dụng được những cái công nghệ, và áp dụng được thứ để mình chế biến trong này nó có giá trị, và nó tạo được cho cái những cái người dân họ có được cái thu nhập hơn. Điều đó là điều rất là quan trọng. Và anh có thể chia sẻ thêm những cái khu vực đất này ấy, thì chúng ta ngoài trong thanh long ra chúng ta có thể trồng được thêm những cái cây gì không ạ? Là ngoài cái đất ở đấy ấy, là ngoài mình sản xuất nông thanh long ra thì mình có trồng được thêm những cái cây hoa quả gì để có những cái thu nhập không? Dạ, chẳng hạn như là ở đây là trước khi bà con người ta là làm ruộng, đa số ở đây là làm ruộng, thì từ cái ngày mà từ cái thanh long mình nó có giá thì ai nấy bà con người ta là mới phá ruộng để mà xuống thanh long. Mà quá trình là phá ruộng mà xuống thanh long thì nó rất là lâu. Thì đến hôm nay á, thì thanh long như thế này á, thì có một số người thì ta cũng phá thanh long để ta trồng những cái thứ khác, chẳng hạn như là sen, hoặc là cây ngắn ngày, chẳng hạn như là dưa heo hay là đậu phộng. Nói chung là đủ hết, nhưng mà đều cái đó thì nó quắc quả, nó không có giống như là cái cây thanh long trước kia. Thế là bây giờ là mình có thể mình làm sáng chuyển đổi những cái cây khác. Thế thì anh chị thương, anh chị biết thương ấy, một số thời gian gần đây là có rất là nhiều người họ đã chuyển sang những cái cây như là cây bưởi, cây hồng xiêm, hoặc là những cái cây ở đấy là có những cái cây là cái gì mà thường cái quả gai gái lớn đấy nhỉ, cái mà có cái mùi mà nó không phù hợp với nhiều một số người ấy. Dạ, sầu riêng. Cái sầu riêng ấy, thì đấy anh chị biết không, nó sẽ có những cái thu nhập hơn. Vì vậy nếu chúng ta có một cái quỹ đất lớn để muốn được mà không bị thua lỗ, thì chúng ta nên nghĩ cách để chúng ta chuyển đổi nhiều cái cây trồng khác nhau. Có thể chúng ta trồng những cái cây lâu dài ngày như là những cây sứa, đó là một trong những, hoặc những cái cảnh, bởi vì xã hội nó rất là phát triển. Nếu như mà định mà bây giờ mà đầu tư những cái quỹ đất lớn như thế này, đất ở đây nó rất là rẻ, thì chúng ta có thể chuyển đổi để có được cái giá trị lên đó. Đó là một cái điều định rất là mong muốn để người dân có những cái thu nhập. Và anh có thể giới thiệu cụ thể về công việc của anh hiện tại, và mà có cái sự mong muốn gì để gửi gắm đến những cái người mà họ ở xa để họ có thể hỗ trợ được bà con nghệ dương. À, như bản thân của em đây á, thì nói chung là em cũng làm vườn. Nhưng mà em là không có làm thanh long. Mà em làm ở đây là em làm mít. Thì quá trình khi em xuống được 3 năm thì bắt đầu mít em có trái. Thì cũng giống như là cây thanh long này, thị trường Trung Quốc đó không ăn, đỡ nói chung là nó dính giáp với cái dịch Covid-19 nữa. Thì từ lúc đó mít đây nữa là cũng đã 2 năm rồi, mít của em cũng không có bán được. Làm mít thì rất đẹp, đã trái thì rất là ham. Nói về cái số lượng thì khỏi nói rồi. Nhưng mà cái thị trường thì nó không có tiêu thụ. Còn vấn đề mà chuyển tới cái cây sầu riêng hoặc là cây bử, nói chung đất ở đây là nó chịu, chứ không phải nó không chịu. Nhưng bà con ở đây người ta sợ cái có cái là người ta chuyển rồi tới chừng đó rồi thị trường nó như thế nào. Mà trong khi chuyển một cái cây như vậy á, là nó mất đi tới 2 năm hoặc 3 năm. Và quá trình chăm sóc nó rất là nặng, cho nên là bà con người ta cũng không dám chuyển. Đó là vì khi quả chuyển là phải mất một cái khoản chi phí khá lớn. Và phải chờ một cái khoảng thời gian bà mất đi thu nhập là 2 đến 3 năm mới có một cái giống cây mới. Đó là một cái sự khó khăn nhất của bà con, nên mình mong muốn tất cả những anh chị hoặc chúng ta đang ở những khu vực khác có thể là có những cái kỹ thuật thì chia sẻ lại cho bà con, và đăng ký kênh của đình để có những cái bình luận hay có những cái ý kiến gì hay để hỗ trợ được những bà con thanh long ở đây, đặc biệt là những cái người dân ở Bình Thuận là một trong những vùng rất là nặng chạy. Những người của khu vực này họ rất là chịu khó, rất là hiền hòa và rất là chân tình, nhưng để được có những cái cuộc sống thu nhập thì đòi hỏi phải có được những cái kỹ thuật hoặc là có những cái sự đầu tư ở nhiều khu vực khác nhau. Mong anh chị hãy hỗ trợ để có được những cái sự tuyệt vời nhất. Cảm ơn tất cả các anh chị. Có thể nói gì về cánh của đình không? Rồi mình cũng xin cảm ơn. Cảm ơn okay. Bà con rồi có gì thì cũng đóng góp cái ý kiến để cho mình biết.